Về chiếc xe biển số 50Z0244 cứ để chú lo tiếp. Bây giờ cháu về ngay khu vực bắn thịt chó dọc bờ kè. Đúng rồi, công an cơ sở mới báo ở đó vừa xảy ra một vụ cướp. Vậy nha. Alo, tôi nghe. Anh hả? Ngủ chưa? Chưa. Đang đọc lại lý lịch trích ngang của... Sáu dặn, tay chân của bảy xoài đó. Bên hồ sơ họ vừa đưa sang cho tôi. Báo cáo anh, Giang Quân vừa mới báo về, phát hiện một chiếc xe chở một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Đi về hướng miền Tây. 30 tuổi à? Không lẽ là thằng Ngọ? Có phải là thằng Ngọ đã để lại dấu vân tay không anh? Ừ, đúng vậy. Tôi đề nghị anh chỉ đạo cho anh em cảnh sát giao thông địa phương chú ý phát hiện chiếc xe mang biển số 50Z0244. Nếu đúng là tên Ngọ thì anh em mình may quá. Được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Không hiểu sao chưa có bài báo nào đăng tin vụ việc đêm hôm qua. Báo chí để lọt tin là chuyện bình thường. Thôi, vụ cướp sòng bạc đêm qua lát nữa hãy bàn. Điều tôi muốn thông báo trước với tất cả các đồng chí là cấp trên vừa có quyết định điều động đối với đồng chí Đắc Di. Điều động? Mọi người đang họp để kiểm điểm tôi đó à? Không, mọi người đang ngạc nhiên vì đội trưởng vừa thông báo cấp trên có quyết định điều động cậu đi đâu đó. Là đi bắt tội phạm bị truy nã chứ đi đâu. Nhưng lần này cấp trên giao cho Đắc Di chỉ huy một tổ 3 người đi miền Trung và miền Bắc để truy bắt tới 5 tên tội phạm nguy hiểm lận. Vậy là chỉ là trưng dụng đột xuất thôi. Xong việc, Đắc Vi lại trở về với chúng ta. Chưa biết được. Chỉ tiếc là chuyên án sắp kết thúc mà tôi không được tham gia. Anh đi bắt đối tượng cũng chỉ để phục vụ chuyên án của chúng ta mà. Thôi, chiều nay tôi phải ra tàu rồi. Chào mọi người. Thôi, ta trở lại với vụ việc đêm qua đi. Kết hợp với tài liệu thu thập được của Lê Phong và Xuân Đức, với lời khai của người lái taxi và hai người dân điện thoại, tôi tạm kết luận như sau. Thời gian gần đây ở bờ sông đã xuất hiện hai sòng bạc. Chủ sòng bạc bị cướp tối hôm qua là bà Xíu, là mụ chủ quán thịt chó này. Khả năng bọn cướp sòng bạc đêm qua là một con bạc nào đó bị thua đậm từ đêm trước, hoặc là một sòng bạc nào khác tranh giành với sòng bạc của bà Xíu. Vụ án không có vật chứng để lại, mà người bị hại vốn là những con bạc. Họ không trình báo nên chúng ta phải tiếp tục củng cố tài liệu theo hướng đi truy tìm bọn cướp bạc. Sau đó ta sẽ xử lý sòng bạc của mụ Xíu.
kỳ vậy ta? Nó làm cái gì mà nó không mở cửa? Bảy, ngoài cửa nhà mình có thằng nào lạ quắc à? Nó đứng bấm chuông. Có mở cửa không anh? Trốn đó mà, ra mở cửa cho nó đi. Dạ. Dạ chào anh. Ông Bảy có nhà không anh? Có. Vào đi. Dạ cảm ơn anh. Đi dạ. Theo tao. Ngồi đi. Dạ, cảm ơn anh. Từ đâu? Dạ. Đem nước cho khách. Dạ. Dạ, em chào anh Bảy. Ồ. Dạ, mời anh. Chúng mày biết điều như vậy là tốt đó. Dạ. Có mấy lần em gọi điện thoại cho anh Bảy, nhưng mà anh Bảy tắt máy không à. Ờ, tao đổi số rồi. Nhưng mà không gọi được á thì phải tới nhà chứ. Dạ. Đây là lần đầu em lỡ dạy. Hôm nay em tới đây để xin anh Bảy tha thứ. Dạ, em xin phép được nộp phạt. Cái gì vậy? Dạ, tiền. Em gửi anh Bảy 100. Để đi. Trước á, mày lôi của thằng cha thầu 1 tỷ. Nó nói nó sẽ phục thù mày. Dạ đâu có đâu. Ông Thủy thua thì có người khác thắng. Em chỉ kiếm được có mấy trăm mà. Cái nghề này á, có lúc đỏ, có lúc đen. Đỏ như con mụ xíu á, tham ăn. Rồi cũng có lúc đen như con chó thui. Dạ, em có nghe. Mụ xíu đêm qua xém chết. Mà nghe đâu công an cũng đang điều tra. Thôi, quên cái con xíu đó đi. Từ nay anh Bảy chỉ biết có mày thôi. Sắp tới á, anh Bảy sẽ tổ chức một buổi đi chơi picnic với mấy tay đại gia. Anh Bảy sẽ giao cho mày 1-2 đứa. Giống như là thằng Thủy vậy. Dạ. Em sẽ ráng hết sức. Thôi bây giờ vậy đi. Mày cứ đi về. Dạ. Nhớ là từ nay trở đi không cần phải tới đây nữa. Mày cho thằng Lật số điện thoại của mày. Dạ. Có gì tao sẽ liên lạc với mày qua nó. Dạ chào anh Bảy. Đi mày. Dạ.
Mày thấy hôm qua con một xíu bị dằn mặt đẹp không? Dạ em có nghe. Alo. Alo. Có tin tức gì của thằng em họ chưa? Dạ có rồi ba. Nó đang ở nhà dì hai với châu Đốc á. Liên hệ với ông Tư Lùng á, trong ngày hôm nay phải đưa nó sang bên kia nghe. Bạn yên tâm đi, chuyện đó để con lo. Vừa lo cho thằng em họ, lại vừa lo cho chuyến đi picnic. Mấy thằng cha máu me á, cứ gọi điện thoại hối ba hoài. Alo. Anh hai quý ở nhà hàng Lơ Lửng đây. Có chuyện gì nữa vậy? Hôm trước anh nghe em gặp nạn ở chỗ chú Tám, tính lên thăm em nhưng sợ liên lụy, cho nên hôm nay anh mới gọi điện thoại cho em nè. Không phải là tôi gặp nạn gì hết, chỉ tại vì mấy ông nhiều tiền quá, đến hết còn đồ nọ đồ kia, cho nên là công an người ta mới đưa tụi tôi về trụ sở để hỏi cho rõ thôi à. Chào chú à. Các trạm cảnh sát giao thông đi các tỉnh miền Tây báo cáo không phát hiện được chiếc xe nào mang biển số 50Z0244. Có nghĩa là nhiều khả năng tên ngòi vẫn còn ở thành phố này. Còn một khả năng nữa, có thể là tên hai quý đã đòi bằng số xe. Ta không loại trừ khả năng đó, nhưng lệnh truy nã toàn quốc đối với tên ngòi đã được phát đi. Ta phải chờ thêm vài ngày nữa thôi. Báo cáo chú, cô bé ba đã ký quyết định tuyển Diệu Linh. Vậy hả? Dạ. Bao giờ cô ấy mới đi làm? 2 ngày nữa. Không biết nhận được tin này tâm trạng của cô ấy như thế nào nữa. Để em gọi điện cho Diệu Linh thử xem nha. Máy bận. Thôi, chuyện cũ rồi không nói nữa. Hôm nay anh gọi em là vì chuyện khác. Ông lại nghĩ ra chuyện gì nữa vậy? Chuyện 20.000 đô đó. Không hiểu sao thằng anh của thằng Sứ nó đánh mùi được. Anh tìm đến đây, gọi điện cho ba anh đó. Tôi xin ông, ông tha cho tôi được không? Anh đang nghĩ cách cứu em đó chứ. Vậy bây giờ ông muốn tôi làm cái gì? Anh muốn đưa em đi xa khỏi cái thành phố này. Trong những ngày anh của thằng Sứ còn ở đây, tôi không có đi đâu hết. Tùy em thôi. Nếu không nghe anh thì 1-2 ngày nữa anh sẽ chỉ chỗ cho anh của thằng Sứ tới nhà em. Suy nghĩ kỹ đi. Trưa nay anh sẽ gọi lại. Hãy
Alo, Diệu Linh hả? Thư hả? Ừ. Mình vừa điện cho bạn đó. Giờ bạn rảnh không? Ừ, mình cũng rảnh. Với lại mình cũng đang tính tới nhà bạn để báo cho bạn một tin vui nè. Vậy bây giờ mình gặp nhau nha. Ừ. Mình gặp nhau ở quán cà phê hôm bữa được không? Được, vậy ha. Tôi coi bài báo dài kỳ của anh gửi á, nói chung là rất công phu. Nhưng mà tôi là người trần mắt thịt, không hiểu đúng sai thế nào để mà nhận xét cả. Chúng tôi mới đưa ra 50% sự thật. Đợi khi nào báo ra có sự phản hồi của dư luận và các nhà chức trách thì chúng tôi mới công bố tiếp. Thôi, chuyện phóng sự dài kỳ á, hôm khác chúng ta sẽ bàn. Hôm nay tôi mời anh chị tới là bàn một chuyện khác kìa. Chuyện khác? Là chuyện gì vậy? Chẳng qua là như vậy. Hôm trước tôi coi báo mới biết là có một số nhà hảo tâm đang rất muốn giúp đỡ những người lùn của thành phố. Như vậy hôm nay, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp đầu tư vào khu vui chơi giải trí, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình dành cho người lùn, họ xây dựng một đội văn nghệ cho thật hoành tráng. Tưởng ông mời đến để phản biện bài phóng sự chúng tôi viết, chứ chuyện này thì chúng tôi không quan tâm. Chuyện này á, ông gọi mấy cái cô phóng viên tập sự viết mấy cái tin văn hóa văn nghệ xóm á. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần gửi giấy mời đến tòa soạn là xong. Nhưng mà đọc mấy bài báo của anh chị, tôi mới thấy sự sắc sảo và giỏi giang của anh chị. Nên mới cố gắng mời cho bằng được. Tiền nào của nấy không phải sao? Biết thương hiệu ngoại bút của anh chị, nên tôi tạm gửi một ít thù lao. Khi nào báo đăng, tôi sẽ xin được hậu tạ. Yeah. Gửi anh. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi, nhưng thấy ông là người cũng biết người biết gì, cho nên chúng tôi không nỡ từ chối. Chuyện của Diệu Linh là như vậy. Theo em, bọn Hải Quý sẽ ép Diệu Linh đến một cơ sở vui chơi giải trí hoặc một ổ mại dâm nào đó. Để anh gọi cho Hải Quý thử coi. Alo. Lâu lắm mới lại thấy số máy của thiếu gia. Mấy bữa nay tôi buồn quá ông ơi. Cứ tưởng thiếu gia giàu có ga lăng như ông vui triền miên chứ, cũng biết buồn hả? Sao lại không buồn? Bị người đẹp đá rồi. Mà lỗi là ở nàng chứ không phải tôi, vậy mới tức chứ. Người đẹp này đá, có người đẹp khác lo gì. Thì tôi á, đây là cơ hội để ông tìm niềm vui mới. Vậy sắp tới ông cố gắng thiết kế chương trình gì ăn chơi coi. Sẽ có sắp tới đó, ai có bồ sẽ được đưa đi cùng, còn ai chưa có bồ chúng tôi sẽ tuyển cho, chịu không? Chỉ biết nick thôi hả? Nếu ông muốn thì được sẽ có một vài ván bài vui chơi có thưởng. À, vậy thì quá tốt. Ông cố gắng kiếm cho tôi một em chân dài nha. Ok, nhưng phải chuẩn bị đủ cơ số nghe. Vô tôi đi, ông biết tôi mà. Ok. Ok. Theo anh, thì sắp tới chúng sẽ tổ chức một cuộc đánh bạc lưu động. Khả năng chúng sẽ chọn Diệu Linh là một trong những cô chân dài để phục vụ đại gia.
Nếu quả thật như vậy thì anh sẽ là người bảo vệ cô ấy. Chỉ được bảo vệ thôi đó nha. Em yên tâm đi. Em biết Diệu Linh rất yêu anh. Nhưng có lẽ cô ấy còn yêu quý em hơn cả anh nữa. Thôi, bây giờ em và anh lên kế hoạch để trình với chú Hai và ban chuyên án nha. Thôi, để anh làm cho. Em phụ mẹ nấu cơm đi. Cậu hỏi ai vậy? Dạ kiếm giam quân à. Để tôi lên thư với cậu chủ. Ngày mai ba tôi đi xin về. Chú nói tôi đi Vũng Tàu vài bữa nha. Dạ, tôi sẽ thưa. Con Hai đi bệnh giỏi nha. Mấy đứa nha. Dở quậy tính quá à. Má quậy dễ sợ luôn á. Dạ. Trời vậy thôi giờ dán tóc lại đi. Xin nè. Đó. Mấy đứa thấy mắt không hiểu mắt chưa. Anh lại quá nhìn mát kìa. Giờ ra đó thì về dán tóc quậy cho má chưa. Dạ con biết mà. Nè tới rồi kìa, đi thôi mấy em. Dạ, dạ tính tiền. Trời thôi khỏi đi đó má tính cho. Cảm ơn má nha. Đi mẹ ơi. Đi đi. Đi lẹ lên. Chào tay với. Đi lẹ lên. Chào anh. Lên xe đi em. Chào anh đẹp trai. Ừ. Bye anh. Bye má. Anh phải quan tâm đến mấy em ấy đó. Yên tâm đi, anh cứ mấy người bạn này đối xử tử tế với mấy em mà. Phiền anh xâm nhiệt đưa mấy em về nha. Chào. Ủa, Diệu Linh, đến xem. Là anh hả? Dỗ cưng anh quá à. Hùng cái nha. Ê, đây. Anh xài dầu thơm gì mà thơm quá vậy? Thu xếp cho ông cực lắm đó nha. Cái giỡn của mà. Trời anh. Đi. Vui quá. Chọc em hoài à. Nè chàng thiếu gia đẹp trai, đối tác như vậy còn chưa dĩ sao? Chỗ nước lặn sóng là chỗ nước sâu nhất đó ông. Với các người đẹp chỉ có hành động mới biết nông sâu thôi không em. Nhiều đó thôi chứ đủ đâu nha. Mà hành động á phải đi đôi với sự gan lăng hào hiệp. Đúng rồi đó. Nhìn nè. Đây á là lệ phí bảo vệ làn da châu Á mỏng manh mà đại gia mới trả cho tôi á. Anh thấy chưa, người ta thì có lệ phí sờ, còn em thì chẳng có gì hết. Là sao? Em yêu anh. Em chưa có cho em đi rồi. Thưởng cho một cái nữa nè. Anh nhiều một mình gái bác sĩ vậy. Anh ơi, anh sẽ thưởng cho em. Hãy nhớ hứa đó nha. Chịu đi.
Để thương cho em một tiếng nha. Không, cái vợ đi. Ôi, anh người quá à. Trời ơi, con vợ nghe thiệt mà. Nói giờ anh chưa khen ai hết rồi nghe. Anh đừng có lắc xuống ổn rồi. Thế mời, trở trở nó, đặt xuống nè. Tưởng thật nha. Khách sạn này đẹp quá anh ha. Ừ, chào con, xin chào tất cả mọi người. Dạ, chào chú. Dạ, dạ, chào anh. Con dẫn mấy người. Dạ, mời mọi người vô đây. Dạ, chào anh. Dạ, dạ, dạ. Mời anh tự nhiên, dạ. Mỗi em một phòng. Muốn uống gì thì có trong tủ lạnh, muốn ăn gì thì có thực đơn trên bàn, cần gì thì bấm xuống 001 nha em. Em muốn cái này của em nè. Với lụng của em à. Yên tâm đi, cứ lên nghỉ ngơi trước. Của em nè. Cảm ơn anh. Đây. Dạ nè. Cảm ơn anh. Phòng này của anh. Thôi bây giờ tất cả các em lên phòng nghỉ ngơi. Em lên nghỉ đi. Dạ. Em dạ. Lên nghỉ đi em. Dạ. Em lên nghe. Anh lên sớm với em nha. Lên phòng đi em. Dạ. Các chị, mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong. Mời các chị theo tôi lên phòng lớn lầu 3. À, đi. Xin mời. Xin mời. Quang đã. Lấy cái cây vô. Dạ. Xin mời các vị. Theo quy ước, xin mời tất cả các vị đưa hết điện thoại cho tôi giữ, để bảo đảm an toàn cho tất cả chúng ta. Chúc các vị vui vẻ. Ừ. Con vừa lên lên phòng ấy. 209. Cái nào của thằng Giang Quân vậy? Mày kiểm tra mấy trà thỉ cho tao, coi có mối làm ăn nào ngon ngon không. Đi lẹ hết. Dạ. Thằng này chết vì gái. Con nào cũng nhắn tin rủ đi chơi đòi tặng quà. Không biết con này đẹp tới mức nào mà đòi tặng hẳn một con Civic 2 chấm. Mày coi nè. Nếu cái máu đỏ đen của nó mà cũng giống máu em Út thì hay biết mấy. Tao cũng kiểm tra nó rồi. Thằng này cũng thuộc dạng sành điệu, nhưng cơ bộ còn ngơ ngơ lắm.
nó nộp đủ tiền phí cho anh chưa? Nếu chưa đủ tiền, sức mấy ta cho xe đến nhà rước. Tôi đặt tài 100. Đặt tài 300. Đặt xỉu 200. 100 xỉu 300. Tôi đặt tài 100. Tài phải vậy chứ. Đặt vô. Xíu. Tài đặt xíu. Trời ơi. Ai vậy? Anh Hai Quý nè. Có chuyện gì không vậy? Tôi đang tắm. Vậy à? 15 phút nữa anh quay lại nha. Nếu như ông không nói tôi phải trốn đi đâu thì thà tôi tự trốn còn hơn. Này, cô đừng hòng mà trốn. Nhà cô còn đây, ba má cô còn đây. Tôi và họ hàng nhà thầy sứ sẽ bắt họ dẫn đi tìm cô. Dạ con em ơi. Con trai, con đang ở đâu vậy? Con đang trên đường ra Hà Nội. Ủa, sao con nói là đi miền Trung mà? Dạ, tình hình thay đổi nên cấp trên điều con ra Hà Nội gấp. Con có khỏe không? Con bình thường, hơi mệt chút thôi má. Tội nghiệp con trai của má. Nhớ tự chăm sóc sức khỏe và chịu khó ăn uống nha con. Hết tiền cứ nói, má nạp tiền vào thẻ cho con nha. Dạ, được rồi, con biết mà. Vậy ra đến Hà Nội phải tranh thủ ăn uống bồi bổ nha con. Dạ dạ dạ. Thôi, con chào má. Má có đội trưởng, lo cho đội trưởng quá ha.
Má nào mà chẳng thương con. Mời quý vị đặt nữa. 100 tài. Đặt xỉu tài luôn. 10.000 xỉu. Tài. Xỉu. Xỉu thắng. Ê chú em, lấy nữa thôi. Không, không hiểu sao hôm nay đen quá. Đánh ván nào thua ván đó. Mình nói bạn nghe, tháng trước mình thua hơn 1 tỷ bạc. Xuống dưới phòng mấy em phục vụ, nửa tiếng sau quay lên hên trở lại. Thôi, phải về phòng thôi. Để em muốn nó phục vụ cho đầu óc sáng suốt hơn. Đặt đưa đi. Rồi. Em của tao phục số mấy? Dạ phục 205. 205. 2 cộng 5 là 7. 7 là thất. Thất là phất. Được đó. We're doing a little bit sort of an androgynous makeup. It's not about the usual glamour. It's really taking it down a bit, perfecting skin, but as little product as possible, so leaving the skin quite raw, quite natural. Staining around the rim of the eye, top and bottom lash, and then lining inside with a pencil. Anh, sao rồi? Sao Trăng cái gì? Mất tôi mẹ cả nhà rồi. Hay là mình xả xui nha. Thôi, mất hứng rồi. Gì kỳ vậy? Bộ từ sáng giờ tôi theo anh. Chị đã vô đây nằm ngủ thôi hả? Nè, cầm đỡ đi em. Để tôi yên. This updo isn't not sexy, it's strong and glamorous in another way. Very unusual for Donatello. 10.000 xíu. Xíu. Tại. Xíu. Mẹ. Đặt vô. Thôi, mấy anh ngồi chơi nha. Tôi xin phép dừng ở đây. Thiếu gia, đang đỏ mà bỏ về vậy? Có cô em ngon lành như vậy làm sao mà để được. Ê, không hiểu sao tên thiếu gia này
Toàn gặp hên. Ừ. Thôi mình chơi tiếp đi. Thôi mình chuyển qua xì phé đánh tiếp đi. Ừ. Ờ, chờ mang thiếu gia với đại gia tới rồi đánh tiếp. Ừ. Vậy đi. Là ai vậy? Anh đây. Hôm nay anh gặp may, uống với anh một ly đi. Em tắt bớt đèn đi, chỉ để đèn ngủ thôi. Hôm nay anh khác quá. Anh cũng bình thường thôi, chứ có khác cái gì đâu. Vậy còn Minh Thư thì sao anh? Vậy em gọi điện cho Minh Thư, nói anh gửi lời xin lỗi. Em không làm được như vậy đâu. Nếu vậy thì em cho anh mượn điện thoại đi. Vậy điện thoại của anh đâu? Hiện tại điện thoại anh không dùng được. Em cho anh mượn điện thoại em nghe. Đợi anh chút nghe. Như vậy chúng ta chặn chúng bằng mọi hướng. Bố trí lực lượng như vậy liệu có chắc thắng không? Báo cáo thủ tướng, chắc thắng ạ. Sóng mobile dùng này có ổn không anh? Trừ đêm giao thừa có lúc nghe mạnh, chứ ngày thường thì lúc nào cũng được.
Báo cáo chú, đã có tín hiệu xuất phát. Tôi giao quyền chỉ huy cho đồng chí. Hai chiến sĩ của tôi sẽ nằm trong các mũi phối hợp. Tôi và Minh Thư chỉ làm nhiệm vụ quan sát. Báo cáo, rõ. Tổ trinh sát xuất phát. Ráng làm việc tốt nha. Dạ. Ông Thu nè. Dạ cảm ơn. Cố gắng nha. Dạ. Nhiêu tiền vậy anh trai? 30 ngàn. Cho em gửi tiền, 30 anh. Nè, có việc gì đi đâu vậy? Còn phòng không anh? Hết rồi. Chỉ có vài phòng sáng, còn lại là tối. Sáng hay tối có liên quan gì đến anh? Mẹ nó. Con xì. Vậy chứ xung quanh đây còn khách sạn nào lớn hơn không? Thiếu cha gì ra ngoài tiệm. Đi đi. Đi nha. Mày dùng mặt hả? Mẹ mày kỹ sư hả? Anh ơi, cho em xin lỗi. Thank you.
ngồi im. Các anh đã bị bắt quả tang. Tất cả nằm yên. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn anh. Anh nói vậy là sao? Dạ, anh lại bắt hết tụi nó cho tôi. Mới hơn tiếng đồng hồ, tụi nó lột tôi hết gần 2 tỷ bạc. Mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Mở cửa. Đứng yên. Anh chị đều bị bắt. Yên. Tôi có tội gì? Vì bị nghi ngờ liên quan đến đường dây đánh bạc và gái mại dâm. Anh ơi, anh ơi, anh lộn người rồi. Anh đâu có đánh bạc, anh cũng không có dính dáng tới gái mại dâm. Thiệt ra là tôi với ảnh là người yêu của nhau. Có hay không thì mời anh chị về cơ quan công an sẽ rõ. Mời. Rồi, mời chị. Mời chị. Anh có chứng cứ gì không? Dạ có chứ. Anh lên tầng 3, thu ngay sổ nợ. Có chữ ký của tôi và mấy người khác nữa. Hiện giờ ai giữ cuốn sổ đó? Dạ, thằng cha Sáu nhận. Các anh đã lầm rồi. Tụi tôi từ thành phố xuống đây để du lịch. Tối buồn quá, không biết làm gì. Quýnh vài ván cho vui. Vui à? Vui mà cả đống tiền thế này à? Được, anh theo chúng tôi lên làm chứng. Không được, chuyện này anh phải giữ bí mật cho tôi. Chúng nó mà biết được tôi khai chuyện này, chắc chắn ngày mai tôi sẽ biến khỏi trái đất này. Hai đồng chí ở lại đây lập biên bản và lấy lời khai của hai người. Tôi lên báo cáo trung tá về vấn đề này. Những cái chén, cây đĩa và những số tiền này của ai? Dạ, của em. Nhưng em biết chơi cái này là cờ bạc, nên chỉ quýnh và ván bài có thưởng thôi. Trong số các ông ở đây, ai là Sáu Nhận? Là tôi. Yêu cầu anh đứng dậy. Nè, im. Anh làm gì vậy? Anh biết anh làm đứng như im. Vậy là sai phạm pháp luật không? Cái này là cái gì? Đủ chứng cứ để bắt anh chưa? Thưa anh, tụi em chỉ là tài xế với phụ xe. Tụi em đâu có biết về mấy ông này đánh bài đâu anh. Dạ, hai đứa em nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, chứ không hề có liên quan. Báo cáo thủ trưởng, đây là những tang vật thu được trong phòng đối tượng. Chắc đã rút được mấy con chim dài. Ủa, anh Bảy, lâu quá rồi nhỉ? Dạo này tôi bận việc quá, lu bu cho nên thành ra. Anh Bảy biết không? Đừng ngỡ anh Bảy làm ăn êm xuôi nên quên cả em út ở ngoài này rồi chứ. Đâu có, chẳng qua là vậy. Sao chuyện đình đám của Nam Hẹn mà anh Bảy chả thèm nói với Lý này một tiếng? Chú Lý thông cảm, cái con vợ thằng Tam Hẹn nó tệ quá. Chồng gặp nạn như vậy mà nó cứ dửng dưng, nó không có chịu chi đến nửa xu. Mới rồi á, nghe ai Bảy đặt lên mấy tuần báo đập đơn kim quan.
đúng là ngu. Việc này phải lấp đi cho kín rồi chạy trong nội bộ trước, chứ sao lại phơi mặt trên báo. Vậy nên hôm nay tôi mới báo cáo với chú Lý nè. Thì anh Bảy cứ nói thẳng với chúng ta rằng đã nhờ đến báo chí rồi thì đừng bao giờ nhờ đến thằng Lý này nữa. Thôi quên chuyện tám hẹn đi. Quên là quên cái con vợ tám hẹn không biết điều. Chứ chú Lý đừng có quên anh Bảy này nghe. Anh Bảy là người thoáng đãng, sống có nghĩa có tình. Anh em chúng tôi ở ngoài này quên anh sao được. Ngay cả em cũng quên của tôi. Vẫn cặm cụi ngày đêm viết sách về anh Bảy đấy thôi. Chú Lý nói với cô ấy, tôi sẽ bổ sung thêm một tình tiết mới. Thêm tình tiết mới thì cuốn sách càng thêm hấp dẫn. Là thế này nè, dịp vừa rồi tôi làm công tác từ thiện, mà điểm hoạt động của tôi rất độc đáo. Chú Lý biết không, là cái hội chú lùn ở thành phố này nè, chú đã từng nghe đến họ chưa? Ừ, thì cũng nghe sơ sơ. Rất may là địa chỉ từ thiện đầu tiên của tôi nha, là lại được mấy cái ông trưởng Việt Động Sài Gòn rất là ủng hộ. Việt Động Sài Gòn à? Hay đấy, anh Bảy nên phối hợp với họ. Họ đang có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Trong số họ có hai vợ chồng chủ hãng Sơn Đông Á mà họ làm phim rất hay. Phim ấy tôi có xem rồi. Tôi cứ nhớ mãi hai nhân vật Ngọc Mai và Huyền Trang rất xinh đẹp. Đúng vậy. Cô Ngọc Mai xinh đẹp bây giờ là một mệnh phụ phu nhân cực kỳ giàu có, và có người con trai là công an trẻ đại tài. Là ai nhỉ? Là Thượng úy Đắc Vi, người đã được báo chí trong này viết rất nhiều. Tôi cũng có xem báo, viết về một số vụ án có nhắc đến nhân vật này. Nói nhỏ nghe, nhân vật này đang ra ngoài đó công tác. Chú Lý nên tranh thủ tiếp cận đi. Tiếp cận bằng cách nào? Thông minh chú Lý, thiếu gì cách. Tôi sẽ nhắn số điện thoại của anh ta ngay bây giờ vào máy chú Lý nghe. Được. Lực à? Dạ. Ra ngoài mua cho ta mấy tờ báo mới. Dạ. Thưa ông, uống cà phê nghe ông. Cho ly cà phê đi. Dạ. Anh Bảy, báo của anh. Hai cái đứa tự xưng là nhà báo đại tài, chỉ viết được vài dòng giống như là quảng cáo giặt. Mấy cái thằng nhà báo nó muốn moi tiền của anh á, em muốn đập vào mặt tụi nó một trận.
Nhất là cái thằng Chi Chi gì đó. Ủa, sao lại thế này? Có chuyện gì vậy anh Bảy? Chắc là hai quý bị bắt hả rồi. Ôi, cái tên dưới cùng này đâu có đăng tên ai đâu. Thì khách sạn cao nguyên là nơi chúng nó đặt trước. Hèn gì cả đêm qua tao điện hoài mà không có đứa nào bắt máy cả. Có đúng là phải nhờ đến hai đứa nhỏ không? Nè, mà sao lâu quá không thấy cha Bảy gọi điện thoại cảm ơn tụi mình ha. Có vài chục chữ ở một rau giặt, có khi lão chẳng tìm thấy. Trời ơi, anh nói sao vậy? Để có vài chục chữ đó hả? Em phải năn nỉ lão thư ký tòa soạn á, muốn gãy lưỡi ông mới chịu đăng đó. Số lậu quá, chắc của lão Bảy. Alo. Alo. Tôi đây. Các anh đang ở đâu? Nhà báo đang ở đâu vậy hả? Tôi và Nga Nga vừa nhắc tới ông xong. Tôi rất muốn cảm ơn hai nhà báo. Nhưng mà anh chị đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang ngồi ở quán Mây Chiều. Vậy hai người cứ ngồi đó đi. Lát nữa tôi sẽ qua liền. Dạ. Rồi. Phải vậy chứ. Lão Bảy đang ra. Em lựa lời mà nói về cái bài phóng sự đó. Chứ cái phong bì hôm bữa chả có bỏ bèn gì. Mai á, là tao môi của thằng cha đó được một vé. Không thì coi như chuyến đi này lỗ nặng. Mẹ nó chứ, có hơn một tiếng đồng hồ chơi bạc, mất cả 1 tỷ đồng. Vậy mà muốn tao chịu cả đêm, lại còn kéo kiệt. Tóm lại á, đã được đồng nào chưa? Nó hứa là sau mỗi lần xả xui, trở lại đánh bạc mà thắng á, thì cho tao 5 vé. Nào ngờ, đang vui vẻ thì bị công an bắt. Vậy sau này á, về lại Sài Gòn, kiếm vợ con nó mà đòi. Đòi đi, rồi vợ mấy ổng á, tạt axit vô mặt. Bởi vậy. Căn cứ vào lời khai của các cô đêm qua, chứng tỏ là các cô không đi du lịch như mọi người. Nhưng tụi em có làm gì đâu. Trường hợp vi phạm đã bị bắt quả tang như cô Hà Thị Phóng ở phòng 205. Chúng tôi đã lập hồ sơ để đưa về trại phục hồi nhân phẩm. Dạ, chẳng qua là em bị tụi nó lừa đưa đi rồi cưỡng ép. Chứ hồi còn ở Sài Gòn, em chỉ hát ở quán karaoke thôi à. Còn trường hợp cô Diệu Linh ở phòng 209, chúng tôi đã xác minh là đi cùng với người yêu nên được tách ra để xử lý riêng. Còn lại các cô khác, chúng tôi sẽ trả về địa phương. Khi nào cần làm chứng tại tòa, chúng tôi sẽ triệu tập. Dạ, khi nào cần á, các anh cứ gọi một tiếng, tụi em sẽ có mặt liền luôn. Bây giờ mời các cô theo đồng chí Hồng sang phòng bên để nhận lại tư trang. Dạ. Còn cô cũng được trả tự do ngay bây giờ. Cảm ơn các anh đã hỗ trợ hiệu quả trong thời gian vừa qua. Nhờ vậy mà vụ án sớm kết thúc. Không có gì đâu anh, đây là nhiệm vụ chung cả mà. Thưa hai chú, cháu xin phép ra ngoài. Alo, Diệu Linh hả? Bạn đang ở đâu vậy? Thư hả? Mình đang ở Vũng Tàu.
Mình có một chuyện quan trọng muốn nói với bạn ngay nè. Vậy khi nào bạn về tới thành phố, bạn điện thoại cho mình nha. Tụi mình hẹn nhau ở quán cà phê hôm trước được không? Cũng được. Vậy khi nào bạn về tới? Bây giờ mình ra bến xe nè. Ok, vậy sáng ngày mai mình gặp nhau được rồi phải không? Được rồi. Bye bye. Vậy nha. Báo cáo chú, Diệu Linh đang trên đường ra bến xe về thành phố. Tụi cháu hẹn ngày mai gặp nhau. Tốt, chú sẽ cho người đưa cháu ra bến xe. Nhưng nhớ là đừng để cô ấy nhận ra cháu nha. Dạ. Ông Sáu Nhận thuê em bao nhiêu tiền cho chuyến đi này? Dạ, thưa anh, mỗi chuyến du lịch tụi em chỉ lấy giá 10 triệu. Nhưng ông Sáu Nhận cũng là chỗ quen biết. Với lại em và thằng em rể cũng kết hợp đi chơi luôn, nên tụi em lấy giá chỉ có 7 triệu à. Anh và em rể của anh có biết ông Sáu Nhận thuê xe với mục đích đánh bài hay không? Dạ dạ, không có. Em thề có trời đất, nếu mà biết trước vậy á, cho dù cả 100 triệu em cũng không dám. Mấy anh cũng thấy rồi, lúc mà mấy anh vô bắt là em với thằng em rể đang ở trên phòng chờ cơm mà. Vậy tại sao anh và em rể của anh lại thu hết điện thoại của những người tham gia đánh bạc? Dạ, cái đó em cũng không biết à. Chắc là ông Sáu Nhận đưa cho thằng em rể của em mà không nói lý do thì chắc là nó cũng không lường được hậu quả đâu anh. Nếu anh cam đoan những lời nói của anh là đúng sự thật thì anh hãy ký vào biên bản này. Anh hãy xem kỹ. Dạ. Rồi ký. Anh ký vô đây, đọc xong rồi ký. Mất nhiều không? Số của nó hên, chứ đâu có đen thui như tụi mình. Mai mà công an đến, chứ nếu không bọn Sáu Nhạn sẽ có cách lấy của nó sạch túi. Anh thu hết bao nhiêu? 1 tỷ 1 và 2.000 đô tiền hồ. Thấm thía gì so với thiệt hại của tao? Anh Tư thì thu gần 5 tỷ phải không? Đó là trên sổ sách, chứ cái nhà mặt tiền mà tao đã đặt cho bọn nó không dưới 6 tỷ. Bây giờ bị bắt cả rồi, coi như qua cả làng, không trả nữa. Không trả cho nó mà được hả? Tụi nó sẽ cho tay chân siết nợ đủ kiểu. Ủa, mà sổ nợ công an họ giữ hết rồi, làm gì có chứng cứ? Xưa nay xã hội đen, cần gì có chứng cứ. Không trả, tụi nó sẽ xử theo luật rừng ngay lập tức. Chú em có biết mấy cái vụ giết người diệt khẩu dịp vừa rồi không? À, tôi có biết. Nhưng mà hình như là do nợ nần trong làm ăn, chứ đâu phải là trong cờ bạc đâu. Thì làm ăn, nhưng cầm đầu bọn giết người đó là một lão trùm cờ bạc khét tiếng từ thời Ngụy tới bây giờ. Tôi nghĩ như vậy nè, nếu như bây giờ anh em mình cùng đồng tâm hiệp lực tố cáo tụi nó lên cơ quan công an thì tụi nó vừa bị đi tù, mà mấy anh thì không bị mất tiền nữa, đúng không? Nhưng nếu tụi nó không vào tù thì sao? Tôi không tin là tụi nó cứ tác quái mãi như vậy được. Mà nói thiệt nha, tụi nó mà dám động tới tôi hả, ông già tôi sẽ cho tụi nó biết tay liền. Bà thiếu già làm lớn lắm hả? Ba tôi á là một người rất am tường về pháp luật. Mấy ông tin tôi đi. Thank you.
Dạ. Xin chào. Dạ chào ông, mời ông ngồi. Em ơi. Thôi, tôi có việc bận, không thể ngồi lâu với anh chị được. Dạ, đây là chút thù lao gửi hai anh chị và cái tin đăng sáng hôm nay. Dạ. Dạ. Dạ, còn đây là một chút ít thù lao tôi muốn nhờ anh chị một việc. Nhờ việc này thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó lại có liên quan đến báo chí. Dạ. Và đây có cái tin giờ chót ở trên tờ báo này, tôi cũng mới vừa xem đây nè. Tôi nghĩ là nó có liên quan đến thằng hai nhà tôi. Chẳng qua là hai anh em nó ngày hôm qua có nhận hợp đồng chở khách đi du lịch. Đi du lịch vừa đánh bạc. Vụ này mới đây. Thú thật, cũng là người nhà, tôi cũng nói thiệt, cùng là cánh nhà báo với nhau, tôi nghĩ là anh chị sẽ hỏi dễ dàng hơn. Để xem thật hư như thế nào, phiền anh chị lên cao nguyên một chuyến, rồi mọi phí tổn tốn hết bao nhiêu, bãi xoài này sẽ lo hết. Chúng tôi cũng định lên trên ấy để viết sau về vụ này, nhưng nói trước, chúng tôi chỉ tìm hiểu về vụ việc rồi thông tin đầy đủ, chứ không giúp gì cho ông đâu. Thôi mà, chỗ quen biết, anh chị giúp đỡ hỏi cho là tốt lắm rồi. Cảm ơn trước nghe. Vậy tôi xin phép về trước. Dạ. Hẹn gặp lại sau. Dạ. Chào chị. Có 5 vé. Đây cũng 5, khỏi phải chia. Vụ này á, tụi mình còn phải kiếm con Bảy thêm ít nhất cũng 5 vé nữa. Ừ. Tao đã nhét vô miệng hai nhà báo đó 10 vé lận, nhưng mà xem ra tao vẫn phải ra Hà Nội để gặp chú Lý rồi. Vậy chừng nào anh đi? Ngày mai tao đi. Mày chuẩn bị lôi vé máy bay cho tao nha. Dạ. Diệu Linh nè, ngồi xuống đây kể cho mình nghe những chuyện vừa xảy ra với bạn đi. Cũng được. Dạ hai chị dùng gì ạ? À? Cho tôi nước cam. Cho một sinh tố bơ. Dạ hai chị chờ một chút. Thư nè, bộ thế anh Giang Quân là người như thế nào? Đẹp trai, ga lăng, giàu có và có tài chinh phục phái đẹp. Ý mình muốn hỏi về tư cách của ảnh á. Bạn muốn nói tư cách của anh ấy hả? Cũng hơi khó hiểu, nhất là sau cái vụ ở sàn nhảy á. Bộ có tin là anh Giang Quân không chỉ là ham vui ở sàn nhảy mà còn ham vui cờ bạc không? Có chứ. Có một lần anh rủ mình đi coi đá gà và suýt nữa thì bị tóm đó. Vậy sao bộ không cản ảnh? Ủa, tụi mình có là gì của nhau đâu mà cản, đúng không? Là như vậy nè. Mình đã đi với bọn Hai Quý theo lời khuyên của bộ đó. Khi mình lên xe bọn Hai Quý á, thì mình gặp anh Giang Quân. Anh Quân cũng tham gia cờ bạc nữa, bị công an bắt rồi. Trời ơi, vậy hả? Nghĩ lại, có bị bắt một lần may ra ảnh mới tỉnh ngộ. Bộ không quan tâm tới ảnh nữa hả? Có chứ. Bây giờ mình vẫn quan tâm, nhưng phải đợi coi ảnh thay đổi như thế nào đã. Nè, hôm qua anh mượn mình điện thoại để gọi xin lỗi bộ phải không? Có phải tin nhắn này không? Đúng rồi Thư, máy mình cũng lưu tin nhắn này nè. Thôi kệ ảnh, chuyện của ảnh để cho ba ảnh lo, quan trọng là chuyện của bạn á. Mà nè, hôm qua giám đốc mình đã đồng ý tuyển bạn rồi đó. Vậy hả? Cảm ơn bộ nha.
Dạ mời ông ạ. Đợi uống nước. Vâng, cho cháu xin. Alo, ông Bảy hả? Suốt từ sáng tới giờ, tôi và các đồng nghiệp ở đây chạy đôn chạy đáo mà không săn được một mẫu tin nào. Anh đã đến cái khách sạn cao nguyên đó chưa? Đến rồi, khách sạn đã bị niêm phong, công an ở khắp mọi nơi. Anh có thẻ nhà báo, sao không vô trụ sở công an mà hỏi? Chúng tôi đã có đến, nhưng họ nói trong quá trình điều tra nên không trả lời. Vậy sao các anh không đến gặp mấy cái ông nhà báo ở trên đó mà hỏi? Mấy ông đó đâu có quy bằng chúng tôi. Nhưng nói chung là cánh nhà báo chưa thể làm được gì. Có lẽ phải đành ăn trực nằm chờ ở đây. Mà trên này cái gì cũng đắt đỏ hết ông à. Tôi biết, anh chị đừng có lo tốn kém, cứ lại mà tìm hiểu. Khi nào về tôi sẽ thanh toán hết. Chào ông. Alo. Thưa anh, em tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh Hai, anh Nhi, chú Sáu, nhưng không liên lạc được với ai hết. Bây giờ cứ lâu lâu á mới gọi điện thoại qua thằng Hai một lần coi sao. Nhớ là phải đổi sim mới nghe chưa? Dạ, em biết rồi anh. Được rồi, cô nói với họ là tôi sẽ xuống liền. Dạ. Mà là chuyện của cháu Thỏ Ngọc.